Nếu chân tay bạn lạnh thì hãy xem hết video này nhé. Chân tay bạn lạnh quanh năm, đặc biệt là vào mùa đông, chân tay bạn trở nên lạnh tê tái. Bạn đi tắt rồi mà vẫn lạnh, hoặc nằm trong chăn rồi mà vẫn cảm thấy lạnh, thì có hai nguyên nhân dẫn đến chân tay lạnh. Nguyên nhân thứ nhất là máu huyết lưu thông kém. Khi trời lạnh, mạch máu co lại, tim không thể bơm máu đến các vị trí xa của cơ thể, đặc biệt là các đầu chi. Nguyên nhân thứ hai là do thiếu máu, do thiếu sắt và vitamin B12, khiến cho hồng cầu không cung cấp đủ các huyết sắc tố để vận chuyển oxy từ phổi đến các vị trí khác của cơ thể. Để khắc phục tình trạng này, chân tay tê lạnh thì giải pháp tạm thời tốt nhất là chúng ta có thể ngâm chân vào nước ấm hàng ngày trước khi đi ngủ, cực kỳ hiệu quả. Còn về lâu về dài thì bạn cần tăng cường vận động hàng ngày để tăng cường lưu thông khí huyết và uống bổ sung sắt và vitamin B12 với hàm lượng sắt là từ 30-50mg trên ngày và vitamin B12 với hàm lượng là 2.4-4.8mg trên ngày. Hãy follow kênh Dược sĩ Hiếu Phan để có thêm thông tin chăm sóc về sức khỏe.